Rồi xin chào mọi người, chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Chevrolet Captiva nha anh em. Con này thì đặc biệt rất là số sàn 207, đời 207 số sàn màu đen. Xe thì biển Đà Nẵng rất là đẹp luôn. Đấy. 38456 nha anh em. Đấy, gần như là 3456 rồi đấy. Biển số rất là đẹp. Đấy. Mâm thì mâm 17 inch nguyên bản theo xe. Xe này thì nó rất là hiện đại rồi. Ghế điện này, túi khí này, điều hòa auto, phanh ABS đầy đủ hết. Xe thì có nước sơn màu đen nha anh em. Nói chung là xe sạch đẹp rồi. Anh em về chỉ có việc đổ xăng mà đi thôi, không phải làm gì thêm hết nha anh em. Con này là máy xăng 2.4. Đấy. Sơn si thì rất là bóng bẩy rồi, soi gương được luôn mà. Đấy, rất là đẹp. Gầm bệ thì nói chung là đi rất là êm, dòng này chạy êm lắm, êm khỏi bàn. Đấy, đèn đuốc thì viên đèn nguyên bản theo xe hết cho anh em, còn rất là đẹp. Đèn dòng đèn này nó rất là nhìn nó rất là đẹp nha anh em. Đấy. 208 triệu thôi, bên em bán chỉ có 208 triệu thôi. Sơn si bên ngoài rất là đẹp, anh em mình mua về chỉ có việc đi và sử dụng thôi, không phải sửa chữa gì thêm này. Đèn đuốc thì cũng đi ban đêm rất là sáng bởi vì nó là hệ thống đèn bi rồi, đèn chiếu sáng bi nhưng mà chiếu rất là xa. Đấy, hệ thống đèn vẫn còn rất là sáng và đẹp nè anh em thấy không? Đấy. Khám thì đến tháng 10 năm 2021, khám cũng còn khá là dài. Xe anh chị em về chỉ có việc đổ xăng và chạy thôi. Con này số sàn thì nó lợi xăng hơn những con số tự động tầm lít 2 lít, lành tính hơn một tí. Nhưng mà nói chung thì con dòng Captiva này thì khỏi phải bàn. Đi con nào cũng thấy cũng rất là ok hết. Êm ái, cách âm tốt, được cái dòng này nó cách âm rất là tốt. Khi mà anh em chị em vào khoang nội thất đóng cửa lại, nghe rất là êm. Con này thì chủ người ta lên cũng rất là nhiều đồ chơi rồi, như là người ta lên khóa smart key này. Là khóa smart key này là kiểu như là ví dụ anh chị em đi ra khỏi xe tầm 1 mét á, là tự động nó khóa, lại gần là tự động nó mở. Rất là thông minh luôn. Đấy. Đề start tốt rồi, đề start tốt, khóa smart key rồi. Loa sốc này, màn hình này, cam lùi đầy đủ hết này. Đấy. Xe người ta lên đồ chơi cũng khá khá rồi. Giá em bán thì chỉ có 208 triệu thôi, cực kỳ hợp lý luôn. Giá mùa dịch thì nó rất là hợp lý luôn. Đấy. Cử này thì rất là êm ái lắm anh em, xe chạy êm ái, hoạt động bình thường thế này. Đề start tốt này anh em thấy không? Nhấn này. Nhấn này. Đấy. Lỗi này, báo đầy đủ hết nha anh em. Đấy, em sẽ bật lại cho anh em một lần nữa coi lỗi này. Đấy, lỗi đầy đủ hết nha. Đấy. Đấy, mở máy lên này. Máy lạnh điều hòa thì rất là sâu. Âm thanh thì rất là hay anh em, âm thanh hay lắm. Có lò sub này là rất là hay. Căm lùi này nên đầy đủ hết. Lò sub này, lò sub vẫn hoạt động bình thường anh em. Bắt chép vẫn rất là hay, rất là hay. Gương gập điện chỉnh điện nè. Gương gập điện luôn. Đấy. Dòng này được rất là hiện đại, 207 đồ mà gương gập điện rồi rất là sang trọng. Cái nội thất dòng này nó rất là sang anh em. Hai tông màu trên là tông màu đen và tông màu dưới là tông màu kem. Rất là sang. Dòng này là cũng là một dòng xe sang hồi xưa đó anh em, 207 208 là một dòng xe sang đó. Đấy, gương kính này chỉnh điện này, auto hết nha, gương tài là gương auto. Gương chỉnh kính chỉnh điện máy hoạt động bình thường hết nha, không vấn đề lỗi lầm gì hết. Kính đây, chỉnh điện hoạt động bình thường hết nha, không em thấy không một lỗi gì hết á. Xe mà 207 như thế này thì quá là xuất sắc rồi. Anh chị em mình mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Với cái tầm tiền 208 triệu mà sở hữu con xe 7 chỗ rộng rãi như thế này mà sang trọng nữa. Nói chung là rất là ok. Dòng Captiva này thì nó chỉ đấy. Dòng Captiva này máy nó 2.4 nên là cái động cơ nó uống nó phải, anh em cho phải, nó phải uống hơn những xe khác một tí. Đấy, chứ không bao giờ thì ví dụ như máy nó mà giờ sát nó nặng mà gắn cái máy 1.6, 1.8 vào làm sao nó chạy. Đấy. Cũng giống như một cái người mà người mập hoặc là người ốm thôi, người mập người ta phải ăn nhiều hơn người ốm vậy đó. Anh em cứ so sánh vậy thôi.
chứ không thể mà một chiếc xe mà máy to sát nặng mà cho chiếc xe nó cái máy nhỏ thì làm sao nó chạy ra được. Thì nó phải uốn xăng hơn một tí, nhưng mà không đáng kể đâu anh em. Mà anh em bỏ tiền ra mua con xe thế này thì không có bao nhiêu tiền xăng hết, em nói thật. Đấy, nó chỉ hơn xe những xe khác một tí thôi, chỉ tầm 1-2 lít, hơn Innova tầm 1-2 lít thôi, nhưng mà cũng nuôi được. Đấy, người ta vẫn hoạt động, người ta vẫn xài Captiva rất là chuộng, dòng Captiva trên Việt Nam mình rất là chuộng, chứ không phải là ít người đi, rất là nhiều người đi nha anh em. Trên toàn Việt Nam mình rất là nhiều dòng Captiva như thế này, rất là nhiều luôn chứ không phải là ít. Đấy, bẻ thì tay rồi này, bởi vì cái chất lượng của nó rất là tốt, form dáng nó lại đẹp. Đến 2021 nhưng mà nhìn cái form 2007 nó vẫn không gọi là lỗi thời nha, vẫn gọi là rất là đẹp, nó rất là sang, nội thất nó rất là sang trọng. Giá em bán thì rất là hợp lý thôi, bán chung quy giá thị trường trên cả nước thì bên em bán rất là hợp lý, giá này thì hợp lý rồi, anh em chị em cứ so sánh thôi. Còn xe đẹp xe chất nó là một vấn đề khác. Một xe mà đâm va tai nạn thì giá nó rất là rẻ này, mà giá nó thì rẻ lắm, mà kiếm được một con xe chất thì rất là khó. Cột kè đằng sau đây vẫn còn nguyên hết, sau đây thì nó nỉ nó hơi dơ một tí nha anh em, cái này vệ sinh lại dễ thôi, nỉ người ta bỏ đồ nó hơi dơ, hàng cái sau này kéo lên bình thường hết nha. 5 form 5 cộng 2 hàng đấy, hàng sau này thì người ta chỉ bỏ đồ thôi chứ người ta ít đi. Nhiều xe người ta 5 chỗ 5 người nhưng mà người ta thích đi 7 chỗ bởi vì nó rộng rãi anh em. À, hàng ghế sau thì người ngồi vẫn rất là rộng rãi nha, em ngồi em thấy rất là thoải mái. Đấy, em 1m65 mà ngồi thì thấy rất là thoải mái anh em. À, không có vấn đề gì. Nội thất thì cái da này mới hết này. Đấy, em rất cái da ngồi rất là ok, em thấy dòng này thì nó đi rất là hợp lý, đi ok hơn Innova khá là nhiều, form giấy nó lại đẹp hơn, đồ đạc nó chất lượng hơn Innova. Innova thì cái dòng đó là dòng phổ thông, dòng dịch vụ thôi. Đấy, còn cái dòng này mới đúng chính xác là cái dòng xe gia đình đi sử dụng này. Đấy, đầy đủ tiện nghi. Đấy, không thiếu một cái thứ gì hết. Còn máy lạnh thì khỏi phải bàn, máy lạnh thì nó rất là buốt. Máy lạnh của dòng này nó rất rét, rét hơn Innova rất là nhiều. Những anh chị em nào từng sở hữu hoặc là những từng trải dòng này thì biết rồi. Cái thằng lạnh nó rất là lạnh, lạnh tê luôn. Đấy, lạnh sâu chứ không phải là lạnh mà chỉ có mát mát thôi, nó lạnh rất là sâu. Đấy, củ số ở đây đầy đủ hết nha anh em. Đấy, bên em buôn bán, bên em bán Captiva với Innova nhiều nên em biết cái con nào nó ok. Captiva, Innova thì nó thích hợp cho chạy dịch vụ nha anh em. Captiva thì nó là rất là thích hợp cho chạy gia đình sử dụng nha. Mọi thứ thì đẹp, khỏi bàn. Mở máy giúp em đây. Còn phong dáng rất là đẹp, cửa đóng rất là chắc nha em, cửa đó rất là chắc nịch, chỉ điện theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, đèn này đút đồ đầy đủ hết nha em, không thiếu một thứ gì hết á. Anh đi rất đẹp trai nha em, máy móc rất là sạch sẽ nè, máy móc nổ rất là êm. Anh em nghe tiếng máy nè. Đấy, anh em nghe tiếng máy, em cho anh em nghe tiếng máy không? Rất êm nha, máy nổ rất là êm. Cột kè thì còn nguyên hết nha anh em, chưa có hiện tượng gọi là va chạm nha, đông đụng nha, vẫn còn nguyên thế này. Và bên em cam kết cho anh em là không đông đụng, không ngập nước nha anh em. Thế là anh em yên tâm, khi mà anh em mua xe bên em là bên em có viết giấy hợp đồng cho anh em là bên em bao đâm đụng ngập nước hết, nên là anh em yên tâm về cái vấn đề đó. Xe người ta gắn đề start top rồi, có smart key rồi, rất là ok luôn. Anh chị em mình mua về chỉ có việc là đi thôi, không phải làm gì thêm hết. Anh em nhìn này, khóa này em không bấm nha. Đấy, đi xa là tự động sẽ lóc cửa. Bây giờ anh em thấy không, tự động lóc cửa nha, lại gần là tự động nó mở cửa này. Anh em nhìn cái đèn xi nhan nó nháy này, đấy xi nhan nó nháy không, đấy
rất là hiện đại nha anh em. Đấy, lắp cái này cũng tiền không mà người ta cũng chủ, người ta đầu tư vô là anh em biết người ta đi người ta giữ gìn cỡ nào rồi. 208 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 0935 146262. Xem xe tàu Huyền Lộc tỉnh Quảng Nam.